Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video học tiếng Nhật của mình. Chúng ta đã có rất nhiều video học về từ vựng, ngữ pháp, kanji, giao tiếp. Tuy nhiên, mình biết chắc là các bạn đang cần có một loại video nữa, đó chính là những video để giúp cho các bạn có thể học nghe tốt hơn. Và mình rất vui khi được giới thiệu với các bạn chuỗi series các video học tiếng Nhật luyện nghe theo chủ đề. Với mỗi một video như thế này, các bạn sẽ được nghe một chủ đề nào đó về Nhật Bản qua giọng đọc của người bản ngữ. Và còn gì thú vị hơn khi các bạn vừa có thể học được nghe, vừa có thể học được văn hóa và vừa có thể học được từ mới. Đấy, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Video ngày hôm nay về chủ đề Asaichi. Các bạn đang ở bên Nhật đã bao giờ thức dậy vào một buổi sáng chủ nhật và nghe thấy tiếng chợ lao xao ở quanh khu vực mà mình ở chưa? Mình đã từng có cái cảm giác bất ngờ đó lần đầu tiên. Đó là cái khoảng thời gian mình ở bên Nhật vào năm 2013. Ở gần cái khu vực mình ở thì sáng chủ nhật người ta họp chợ. Và nó giống như là chợ phiên của Việt Nam mình ấy. Nó chỉ được họp vào sáng chủ nhật quanh cái khu vực dân cư hoặc là quanh cái chỗ nào đấy tập trung đông người. Cái chợ đó người ta sẽ bán chủ yếu là thực phẩm. Đặc biệt nếu như mà bạn ở khu vực quê tỉnh lẻ mà gần biển thì sẽ có cái chợ như thế ở cái khu vực gần cảng. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe về chủ đề Asaichi, phiên chợ được họp vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần của người Nhật. Các bạn hãy chú ý xem đến cuối phần video này nhé, bởi vì cuối video sẽ có câu hỏi dành cho các bạn đấy. 毎週日曜日の朝7時から開かれている漁港の朝市に来ました。安くて新鮮な魚が買えますから、いつもたくさんの人で賑わっています。値段は決まっていますが、お店の人にお願いしたら安くなりました。お店の人は魚の食べ方も教えてくれました。お店の人と話すのは楽しいです。今日は魚と貝、わかめを買いました。買ってきた魚や貝を晩ご飯の時に食べました。とても新鮮です。スーパーはいつも同じ魚を売っていますが、朝市はいつも違うので、また行きたくなります。Các bạn vừa mới nghe xong đoạn video, không biết là chúng ta hiểu được bao nhiêu phần trăm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng học một số từ mới xuất hiện trong video vừa rồi nhé. Đầu tiên đó chính là từ Gyoko. Từ này có ý nghĩa là cảng cá. Sau đó thì chúng ta bắt gặp một tính từ Shinsen. Tính từ này được sử dụng trong rất nhiều trường hợp. Thứ nhất là dùng để chỉ những cái thực phẩm, ví dụ như là cá này, rau, củ quả còn tươi. Cách sử dụng thứ hai là dùng để chỉ ví dụ như là bầu không khí rất là tươi mới, hoặc là bầu không khí rất là trong xanh ở vùng núi chẳng hạn. Mình có thể dùng với cái tính từ này. Ví dụ như là tôi được đến một vùng núi và tôi hít thở một cái bầu không khí trong lành của miền núi. Yamano shinsena kuki o su. Còn cách dùng thứ ba thì nó được dùng để chỉ cái ý nghĩa về cảm xúc, những cái cảm xúc rất là tươi mới. Chẳng hạn như là hôm nay mình có một cái gì đó mới và mình cảm giác như là nó thay đổi hoàn toàn chẳng hạn. Shinsena kankaku. Rõ ràng là thực phẩm ở phiên chợ thì bao giờ nó cũng sẽ tươi mới, tươi ngon hơn là đồ ăn ở trong siêu thị đúng không nào? Từ vựng thứ ba đó chính là động từ nigibau, dùng để chỉ cái trạng thái là rất là đông người, ồn ào. Phiên chợ thì bao giờ cũng có cái tiếng nói chuyện của người mua và người bán nên rất là ồn ào đúng không? Từ vựng thứ tư đó chính là cụm từ kimatte. Động từ này thì thực ra nó được chuyển từ kimatte là tự động từ của kimemasu. Kimemasu thì có nghĩa là quyết định. Vậy thì kimarimasu nghĩa là được quyết định, hay nói đúng hơn ở đây nó dùng để chỉ cho những cái gì mà fix sẵn, cố định. Chẳng hạn như là giá là cố định sẵn, nidan và kimatte masu. Hoặc là cái quy định này thì đã được đưa ra sẵn từ trước. Vậy thì cái cụm từ kimatte masu được dùng để chỉ những cái gì mà được fix sẵn, được cố định sẵn, hoặc là cái đấy là quy định rồi. Ví dụ như là giá ở siêu thị chẳng hạn, chúng ta sẽ mua theo cái giá mà người ta để trên sản phẩm đúng không? Tuy nhiên nếu mà ở chợ thì chúng ta sẽ có thể đàm phán được với người bán hàng. Trong cái đoạn hội thoại lúc nãy thì chúng ta cũng có câu là giá thì cố định nhưng mà nếu mà mình đàm phán trao đổi được với người bán hàng để giảm giá thì mình có thể mua được giá rẻ hơn đúng không? Từ vựng tiếp theo là một số thực phẩm thì chúng ta có cá thì biết rõ rồi, nhưng mà ngao, cay. Còn rong biển thì đó chính là wakame. Và bây giờ đến phần cuối của video này. Đây sẽ là câu hỏi để cho các bạn. Các bạn hãy comment câu trả lời của mình ở dưới nhé. Câu hỏi thứ nhất: Asaichi wa takai desu ga shinsen desu. Chúng ta có hai sự lựa chọn. 1. Maru. 2. Batsu. Các bạn hãy lựa chọn xem nội dung vừa rồi
đúng hay là sai so với bài đọc nhé. Tiếp theo, chúng ta có câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai này các bạn cũng dựa vào nội dung mà các bạn đã nghe được và nghe lại xem nội dung đấy có đúng với câu hỏi đưa ra không nhé. Katasakana o asaichi de ryori shite moraimashita. Maru ni batsu. Các bạn hãy comment câu trả lời của mình ở dưới nhé. Mình sẽ kiểm tra từng comment của các bạn đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.